Thưa quý khán giả, ngày đầu tuần của người dân miền Tây rơi đúng vào lúc triều cường rằm tháng 9 đạt đỉnh. Mực nước đo được sáng nay tiếp tục vượt báo động 3. Tình trạng này khiến mọi sinh hoạt đi lại của bà con gặp khó. Thông tin từ phóng viên Công Khoa. Theo ghi nhận của chúng tôi thì nước đã bắt đầu dâng từ khoảng 4-5 giờ sáng ngày hôm nay rồi. Cả khu vực ngã tư Mậu Thân, Võ Văn Kiệt đã bị chìm trong nước. Đáng chú ý đây là khu vực tập trung rất nhiều cơ quan, đơn vị và trường học. Chính vì thế khi mà nước dâng cao như thế này thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi học, đi làm của bà con. Như hình ảnh mà quý khán giả đang nhìn thấy, rất nhiều xe gắn máy phải di chuyển vào làn đường dành cho xe ô tô để tránh ngập. Không ít phương tiện bị chết máy phải dẫn bộ trên dòng nước xiết. Riêng việc mua bán kinh doanh chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh ế ẩm, bởi chẳng ai có thể thắp vào để ăn để uống trong một cái tình trạng nước dâng như thế này. Những khu vực cũng bị ngập trong buổi sáng ngày hôm nay như là hồ Bún Sáng, hồ Sáng Thổi. Đáng chú ý, nhiều tuyến đường chưa được nâng cấp để chống ngập thì cũng đã bị ngập như là Mậu Thân hay là Trần Hưng Đạo. Ngày thứ sáu vừa qua thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã có công văn gửi đến các trường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn yêu cầu thực hiện phương châm 4 tại chỗ, đồng thời điều chỉnh thời gian đến trường để tránh bị ảnh hưởng do triều cường. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thì đỉnh triều sẽ tiếp tục duy trì từ ngày hôm nay cho đến hết ngày mai. Theo đó thì mực nước đo được tại trạm Cần Thơ ở ngưỡng từ 2m20 đến 2m25. Con số này vượt mức báo động 3 là từ 0m20 đến 0m25. Triều cường vượt mức báo động 3. Hàng loạt tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ bị chìm trong biển nước như thế này. Người dân ở nhiều khu vực khó khăn phải vượt qua những đoạn đường ngập nước sâu để về nhà. Chiều tối qua, nước từ sông Rạch tràn vào khu vực trung tâm thành phố. Nhiều tuyến đường như Cách Mạng Tháng 8, Mậu Thân, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, nước ngập sâu nửa bánh xe khiến nhiều phương tiện chết máy giữa đường. Lực lượng chức năng phải bố trí tại các điểm ngập sâu để kịp thời hỗ trợ người dân. Dạ, khó khăn trong việc di chuyển, với lại mai em còn phải đi học, với lại phải còn phải về sớm đi học ôn bài nữa. Với lại xe em nó nhanh hư chết máy nữa. Ngập nước rồi xe cộ đi tới lui vẫn là khó khăn, kể cả những xe mà chết máy hư hao. Rồi công việc thì nó gặp rất nhiều là bất cập. Riêng tôi là ảnh hưởng cũng khá đấy, nhiều đấy. Mình đi giao hàng không được, chậm trễ, rồi xe cộ hỏng hóc hư. Đây là ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận triều cường tại thành phố Cần Thơ vượt mức báo động 3. Triều cường đợt này lên cao vào khung giờ từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng, chiều tối từ lúc 16 giờ đến 18 giờ. Con nước rằm tháng 9 này có thể kéo dài thêm 2 ngày nữa và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của nhiều người dân. Nước ngập thì tràn vô quán, sẽ quán bị dơ rồi không có chỗ ngồi cho khách, thì khách sẽ không có vô ngồi được nên bị ảnh hưởng tới nguồn doanh thu của quán. Mình chỉ bán được buổi chiều tới tầm 3-4 giờ là hết rồi. Giờ này nước ngập là đâu có bán được đâu. Ngành chức năng khuyến cáo, trong thời gian triều cường lên cao kết hợp với thời tiết có mưa lớn, có thể gây ngập úng diện rộng cho các khu vực trũng thấp, vùng nội ô ven sông của thành phố, ảnh hưởng đến đê điều và vùng sản xuất nông nghiệp. Do đó, người dân, cơ quan, đơn vị, trường học cần chú ý để chủ động đề phòng, giảm thiểu thiệt hại.